Xin chào mọi người, hôm nay Minh Triệu đang có mặt tại buổi premiere của Gái Già Lắm Chiêu 2. Và đến với buổi xem phim ngày hôm nay thì thật ra là bản thân Triệu cảm thấy khá là hào hứng. Vì khi mình đã theo dõi Gái Già Lắm Chiêu 1 rồi á, thì mình trông đợi rất là nhiều ở cái phần 2 này. Và thật sự là bộ phim đã không có làm cho Triệu thất vọng. Vì bản thân Triệu có thể cũng xếp vào một cái hàng gái già nào đó. Nhưng mà khi mình đến đây thì mình coi mình cảm thấy là có khi là mình chưa đủ già bằng các nhân vật trên phim. Tại vì bản thân các nhân vật này có rất là nhiều chiêu trò, và bản thân Triệu cũng có rất là nhiều thứ có thể học hỏi. Và mình nhân đây thì mình cũng tiết lộ một cái bí mật rất là nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nếu như các bạn muốn có gấu cho mùa Giáng sinh, hãy mau mau đến để thưởng thức Gái Già Lắm Chiêu 2 và mang về cho mình một chàng phi công nhé.